mình ra. Thì thuộc Thị Tuyến đúng rồi. Không phải giới thiệu Tuyến đâu, Thị Tuyến đâu. Cái màn gì đấy? Cuốn sắt. Vâng, bật nhạc đi. Đây là Lương. Tiếp theo là màn dùng sắt 8 cuốn cổ do thầy Lê Văn Lương, huấn luyện viên quân sự võ thuật trường cảnh sát 6 biểu diễn. Do thầy Kim Tiến Huy, giáo viên bộ môn quân sự võ thuật trường cảnh sát 6 trình bày. Do thầy Nguyễn Văn Chiến, huấn luyện viên quân sự võ thuật trường cảnh sát 6 biểu diễn. Thank you.
phần biểu diễn của các thầy giáo trong bộ môn võ thuật quân sự của trung cấp cảnh sát nhân dân 6. Bùi Trung Hiếu. Hiếu vào đây. Chiến đâu, chiến đâu, chiến đập. Đập hết sâu lên.
công an phải đối mặt với rất nhiều tình huống, rất nhiều trường hợp khác nhau cần phải sử dụng võ thuật. Nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất thì bên cạnh thể lực, lực lượng công an còn phải có cả trí lực, lòng dũng cảm và quyết tâm thì mới hoàn thành được nhiệm vụ được giao.